Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay lên sóng thanh lý tiếp cho anh em một chiếc loa đơn côi Diatone. Nó về lẻ được có một chiếc anh em nhé, chứ nó không về được một đôi. Công suất maximum của nó là 100W một chiếc anh em nhé, chuẩn made in Japan. Đấy, thùng vách thì cơ bản là còn khá là cứng cáp và đẹp anh em nhé. Đầy đủ lưới loa. Đấy, vành của nó mạ hơi vàng vàng nhẹ nhưng khá là đẹp anh em nhé. Nhìn nó sang nhưng nó không phải vàng chóe quá thì lại xấu. Củ của nó bên trong là từ kép 7 màu hết anh em nhé, vàng chóe luôn. Gân của nó gân ngon rất là ngon nhé, gân mút rất là ngon anh em nhé. Màng này là màng giấy gân mút nên là cái âm bát của nó khá là êm sâu. Đây, tháo củ cho anh em xem. Củ khá là to anh em nhé. Zin đét anh em nhé. Củ to hàng bãi về. Rất là ngon. Nếu mà có đủ một đôi thì đôi này khoảng 1,6 triệu anh em nhé. Đấy, có một chiếc thôi để cho anh em với giá là 500.000. Vừa bán một kỷ niệm. Không có lời lãi gì cả. Lỗ cũng bán mà lời cũng bán. 500.000 thôi, không tính toán anh em nhé. Đấy, chỉ 500.000 thôi. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Con này anh em lấy về mà độ chế mạch công suất vào chạy cũng được. Hoặc nhà anh em nó có một chiếc lẻ thì anh em lấy thêm một chiếc nữa. Rồi, cảm ơn chào anh em nhé.